Đức Di Vị Bụt Đăng Sa Nang Mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đức Di Vị Đăng Mang Sa Nang Mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đức Di Vị Sang Cang Sa Nang Mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta Di Yam Bi Buddhang Sa Nangacchami, con đem lên lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta Di Yam Bi Dhammang Sa Nangacchami, con đem lên lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta Di Yam Bi Sangham Sa Nangacchami, con đem lên lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Duttiyampi Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Thì Saranakahanam Nithitam, pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Ma na ti ba ta, quê ra ma đi sẽ khó bất đẳng thâm ma dạ mi. Còn xin quên nhiều điều học là quy chánh xa suy sát sanh. A din na da na về ra mạnh đi sẽ khó bất năng sa mạnh giao mi. Còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra về ra mạnh đi sẽ khó bất năng sa mạnh giao mi. Còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về ra mạnh đi sẽ khó bất năng sa mạnh giao mi. Còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra me ra yama cha pa ma da tha na về ra mạnh đi sẽ khó bất năng sa mạnh giao mi. Còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sự dị uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin phân giữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con phân giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin phân giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin phân giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayama Chappama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami,
Con xin vâng chỉ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ý mà nệ văn chả sĩ ca bật đá nệ xa tu căng ca toa ngập bà mà đề nệ nệ chả ca lăng xa mà rắc thị tạp băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra mây hành theo trên được trong sạch đừng có dễ vui. À ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tin yon ti, sì lê na phu ca sâm ba đa, sì lê na ni phu tin yon ti ta sa ma, sì lê ngụy số tha ye. Các chúng sanh đi sanh về, coi trời cũng giới, được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới, được giải thoát dâm niệm bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Sa thu sa thu lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung waru tamang Bhutte yo khalito do so bhutto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang va rang tham mê yo khalito do so tham mô khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mát tu tàng mô mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thanh Tăng. Các tội mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Để chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sê rạc mình mê bụt thác sê thô sà rê bụt tô chá đặc khí nê hoa mặn sê mộc gà la nô bù rà tô bê đà tà thác dân bạc chí mê mà mạ nân đô khí nà sà hoa chá tôn đi sà sà mạnh tà lô kà bà la chí in đá đê hoa sà phrâm mạ kà ê tê sàng à nú phá vê nà sà phê phá yào bạc đá hoa à nê kà anh ta la ya pi vi na san tu a se sa tôn đức Phật ngự trên đầu vai mặt xá lợi Phật vai trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán để thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Phô vô tu sắp và mặn ta lăng rắc khanh tu sắp và đệ vô ta sắp và bụt đá hai nụ phá quê nè sà đà sô thi phô quanh tu tê phô vô tu sắp và mặn ta lăng rắc khanh tu sắp và đệ vô ta sắp và thâm mai nụ phá quê nè sà đà sô thi phô quanh tu tê phô vô tu sắp và mặn ta lăng rắc khanh tu sắp và đệ vô ta sắp và sân cá hai nụ phá quê nè sà đà sô thi phô quanh tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu lành thầy, con xin hồi hướng công đức.
Yang kin chikusala kamang kata pang kiri yang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawatute ye tang katang suwi di tang din nang punya palang maya ye jata tanaca nanti dewa gantua niwe dayung sape lo kambi ye sata ci wanta ahe tuka manun yang fu janang sape lafan tumama je tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi, được thành đến cõi trời đầu lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hay thọ thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Ý đăng nô nhà ti năng hô tu su khí ta hôn tu nhà ta yô. Ý đăng quá tâm mê pu nhàng à sa quá khá yô quá hàng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Và con xin đọc bài rải tâm bác ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu
Anika hontu, Dika yuka hontu, Aroga hontu, Sampate hisambicantu, Sukhi atanang pariharantu, Dukha pata janit dukha, Faya pata janit faya, Soka pata janit soka hontu, Sabbe pipangino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá. Con đã xong phần lễ bái tâm bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tâm bảo, con xin hồi hướng đến chư thiên ngũ quan ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư đã rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có thì xin cho con tín hiệu, con nhường mic lại để sư bắt đầu chương trình bài học sáng nay. Câu pháp cú số 397. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin nhường mic lại. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Sa tu, quân chính ngộ đã hoàn thành công việc của mình, lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới rất là ổn định ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 397. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratana Teja Sambandha Mi Buddho Mahesi Arahan Tathagato Lokottamo Sappagaro Vicchetako Lokassasantha Chana Dhammako Vido Vanda Mahantam Narappu Chana Yakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không lâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tử đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Còn xin đảnh lễ Phật âm, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ yá tá sá sá thu nô lô ca nó mình thá sá vi nà ká rô cô sá bà nhu vút thập bà tí phù tí sành nhá tô hoàn đà má hành tầng ná rắc phù. Cha này giá cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi sô thô su gắt ta sa sa quá cô sích kha su ca mô quá cá thầm ma sích kha cô nền đà bá sân sa di a na đá rô quá rô hoàn đà ma hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh quang Phật đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trầm, xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che nasikha me e tuva thanan tassa vi anupave nasahasa ye nasachatu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần thánh dương ân đức tam bảo đã xong.
À, quý vị hoan hỷ ha. À, khí hậu lúc này lạnh, nhiều khi không phải nói cũng hơi run run, cho nên cái giọng nói nó cũng không được đều đặn lắm, quý vị thông cảm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 397. À, bây giờ đi vào bài học ngày hôm nay ha. Sabba sang yo chanang cetua. Sabba sang yo chanang cetua. Sabba sang yo chanang cetua. Câu số 2. Yo ve na paritasati. Yo ve na paritasati. Yo ve na paritasati. À, bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Sabba sang yo chanang cetua yo ve na paritasati. Sabba sang yo chanang cetua tòa yo về na paritasati. Sabba sang yo chát năng chết tòa yo về na paritasati. Bây giờ câu số 3. Sang ga ti gần quy sang yu tăng. Sang ga ti gần quy sang yu tăng. Sang ga ti gần quy sang yu tăng. Và câu cuối cùng. Tamahang pru mi brahma năng. Tamahang pru mi brahma năng. Tamahang pru mi brahma năng. Rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 ha. Sang ga ti gang quy sang yu tang tamahang pru mi brahma nang. Sang ga ti gang quy sang yu tang tamahang pru mi brahma nang. Sang ga ti gang quy sang yu tang tamahang pru mi brahma nang. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Sabba sang yo chanang cetua yo ve na paritasati sangha ti gang quy sang yo tang tamahang pru mi brahma nang. Sabba sang yo chanang cetua tòa yo về na paritasati sangha ti gang quy sang yu tăng tamahang pru mi brahma nang. Sabba sang yo chanang cetua yo về na paritasati sangha ti gang quy sang yu tăng tamahang pru mi brahma nang. Như vậy ở đây cái giọng kinh, quý vị có thể dừng lại bất cứ nơi nào, bởi vì cuối câu số 2 nó là một đoạn âm. Nếu mà quý vị có hơi sức thì nên đọc một hơi, còn cảm thấy rằng cái hơi của mình hơi yếu thì có thể dừng lại bất cứ một trường âm nào ha. Chứ không nên dừng lại chỗ chữ tí. Cuối câu số 2 không nên dừng lại. Mà có thể paritasatisang, paritasatisanga, vân vân. Không nên dừng lại nơi chữ tí. Rồi bây giờ qua giọng kệ 8 từ thì chúng ta chia làm 2 ha. Sabba sang yo chanang cetua yo ve na paritasati sangha ti gang quy sang yuntang tamahang pru
Brahmanam Sambasangyo cha nâng trên tổ hàng vô quê na pa ri ta sa ti sẵn ra ti gắn quy sang dồn tăng ta ma hăng phu mi brahm ma nằng sẵn ba sang vô cha nâng trên tổ hàng vô quê na pa ri ta sa ti sẵn ra ti gắn quy sang dồn tăng ta ma hăng phu mi brahm ma nằng đoạn kết các kiết sự không còn gì lo sợ không đấm trước buộc ràng ta gọi Bà La Môn. Rồi bây giờ mời xin mấy ta xin kim nhung. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con mới bị vừa rớt mít, thành ra bài học con cũng không có thấy. Xin cô Nhật Quỳnh bớt dùm lại. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính lãnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép trả bài câu pháp của 397 ạ. Sắp ba sàng dô cha năng chắc tòa dô quê na ba ri tắc. Sa ti sàng khà ti găng vi sàng yut tăng. Ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sắp trường âm nhấn, ba đoạn âm, sàng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, cha đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, vô quê hai trường âm thông thường, ná bá rí ba đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, sắp ba sằng vô cha năng chết tòa vô quê na ba ri tát sa ti. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Sằng trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tí đoạn âm, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yốt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sằng gà tí năng quý sằng yốt tăng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Dạ, con đọc lại hết bài. Sắp ba sằng vô cha năng chết tòa vô quê na ba ri sa ti sằng khà ti găng vi sằng yut tăng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Sắp ba sằng vô cha năng chết tòa vô quê na ba ri tát sa ti sằng khà ti găng sằng gà ti găng quy sằng yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Đoạn kết các kiết sử không còn gì lo sợ không đắm trước buộc ràng ta gọi Bà La Môn.
Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Sập bà sang vô trà năng chết toa vô quê na ba vì tát xa tì sẵn gã ti găng quỳ sang vô tăng tha ma hăng pro mì brahm mang. Dạ, con vừa đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai xin ngài sửa giúp con. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư ở bên chỗ sư lạnh hả? Ở bên bên chỗ con bữa nay nóng hổi luôn vậy đó, 90 mấy độ luôn vậy đó. Thời tiết có điên rồi sư ơi. Ồ, cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ ha. Cha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ, 6, 7 người vậy là âm thanh nghe ok ha. Rõ ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 397. Sắp bá sang vô chá năng chết tòa vô quê na pha ri ta sá ti sang gà ti găng vi sang giúp tăng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Sắp bá sang vô chá năng chết tòa vô quê na pha ri ta sá ti sang gà ti găng vi sang giúp tăng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Sắp chừng âm nhắn, bá đoạn âm, sân chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, vô chừng âm thông thường, chá đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Chét chừng âm nhắn, toa chừng âm thông thường. Câu số 2, vô quê, hai chừng âm thông thường. Ná phá rí, ba đoạn âm, tás trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sắp bá sang vô chá năng chết tòa vô quê na pha ri ta xá tí sang gà tí găng quý sang giúp tăng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Phân tích câu 3, câu 4. Sân trường âm nhắn, ga trường âm thông thường, tí đoạn âm, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm. Sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giúp trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu 4, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sân ga tí găng quý sân giúp tăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Sáp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na pha ri ta sa ti sang ga ti găng quý sang giúp tăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Sáp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na pha ri ta sa ti sang ga ti găng quý sang giúp tăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Sáp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na pha ri ta sa tê sang ga ti găng quý sang giúp tăng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Sáp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na pha ri ta sa tê sang ga ti găng quý sang giúp tăng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng. Ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sao vậy? Không thấy bông hoa nữa, Phật Pháp online gì hết trơn vậy? Không phe gì hết trơn, đập mạnh chết luôn vậy đó. Không sao, sư uống cà phê sư. Giờ sư tự nhiên của sư uống cà phê nha sư. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Bây giờ quý vị tự đọc tự sướng nha. Mời quý vị kế tiếp nha. Hình như cô Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp không? Ok, rồi mời cô nha. Dạ, alo, alo ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Con xin đọc câu kệ ngôn số. Dạ, con xin kéo xuống. Số 397 ạ. Sắp ba sàng dồ cha nàng chết tòa dồ quê na ba ri ta sa ti sàng gà ti gần quy sàng yút tặng ta ma hằng prù mi pram ma nàng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, vô quê là hai trường âm thông thường, ná bá rí là ba đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Sắp ba sằng dồ cha nàng chết tòa dồ quê na ba ri ta sa tí. Câu 3 và câu 4 ạ. Sang là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Saga ti gần quy sằng yut tằng ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Sắp ba sằng dồ cha nằng chết tòa dồ quê na ba ri ta sa ti sằng gà ti gần quy sằng yut tằng ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Con xin kệ ạ. Sắp ba sang yo cha nang che toa yo we na pa ri ta sa ti sang ga ti gang we sang yo tang ta ma hang pro mi pram ma nang. Sắp ba sang yo cha nang che toa yo we na pa ri ta sati sanggati gang wi sang yutang tamahang pru mi pramanang. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có chỗ nào sai con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bốt bài, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thân mời The Man ạ. Alo. Dạ, con xin kính lễ sư, con xin kính chào các cô tu nữ và xin kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 397. Sắp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na ba ri ta sa ti sang gà ti gần quý sang yut tăng ta ma hàng phù mi trầm ma năng. Sắp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na ba ri ta sa ti. Chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chết là trường âm nhấn, chữ toa là chữ chết là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm đọc theo trường âm thông thường, chữ vô là trường âm thông thường, chữ quê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ rí là đoạn âm, chữ tát là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Sắp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na ba ri ta sa tí. Câu 3 và câu 4. Sang gà tí gần vi sang yut tăng ta ma hàng phù mi râm ma đăng. Chữ sang là trường âm nhấn. Chữ ga là trường âm thông thường.
chữ tí là đoạn âm, chữ găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ quý là đoạn âm, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ dứt là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. Sang ga ti gang vi sang yut tang tama hang phu mi râm ma năng. Đọc lại nguyên bài. Sapa sang yo cha năng chết tòa yo về na ba ri ta sa ti sang ga ti gang vi sang yut tang tama hang phu mi râm ma năng. Sapa sang yo cha năng chết tòa yo về na ba ri ta sa ti sang ga ti gang vi sang yut tang tama hang phu mi râm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đoạn kết các kiết sự. Không còn gì lo sợ, không đấm trước buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Dạ, con có sai chỗ nào xin sư sửa cho con. Dạ, con xin xuống mít, xin nhờ mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 397. Sáp ba sang yo cha năng chết tòa yo we na pa ri tap sa ti sang ga ti gang quy sang chút tăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, yo quê hai trường âm thông thường, ná tá rí ba đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, sáp ba sang yo cha năng chết tòa yo quê na pari tát sa tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tí đoạn âm, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang ga ti gang quy sang yut tăng tam ma hang tu mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 397. Sát ba sang yo cha năng chết tòa yo we na pa ri tát sa ti sang ga ti gang quy sang chút tăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Sát ba sang yo cha năng chết tòa yo we na pa ri tát sa ti sang ga ti gang quy sang chút tăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Hello, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu về âm thanh ạ. Và con xin đọc câu pháp cú 397. Sát bát sằng vô chá năng chết tòa vô về nắp bá ri tát sát tí sằng gà tí gần quý xanh giúp tăng tá ma hằng phù quý cầm ma năng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sát bát sằng vô chá năng chết tòa vô về nắp bá ri tát sát tí. Sát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết trường âm nhấn, qua toa là trường âm thông thường, vô quê hai trường âm thông thường, ná tá tý ba đoạn âm, tás trường âm nhấn, xá tý hai đoạn âm, sát bá sằng vô chá nàng chết tòa vô quê nát tá vi tá xá tý. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sằng gà tí găng ní sằng dứt tằng tá má hằng cù ní quầm ná nàng. Sanh là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí đoạn âm, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní đoạn âm, sanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cù trường âm thông thường, ní đoạn âm, cam trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc nguyên âm, sàn gà tí gần với sàn dứt tầng tám má hằng cù ní quầm má nằng. Dạ con xin đọc lại câu 397. Sắp bá sàn vô cha nằng chết tòa vô về nát ta vi tá sá tí sàn gà tí gần với sàn dứt tầng tám má hằng cù ní quầm má nằng. Dạ con xin đọc lại ạ. Sắp ba sang vô cha năng chết toa vô quê na pa vi ta sa đi sang nga ti găng vi sang vượt tăng ta ma hăng phu mi pom ma năng. Sắp ba sang vô cha năng chết toa vô quê na pa vi ta sa đi sang nga ti găng vi sang vượt tăng ta ma hăng phu mi pom ma năng. Đoạn kết các kiếp sử, không còn gì lo sợ, không đầm trước một ràng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin hết, có gì sai nhờ sư sửa giùm con, nhờ đạo tràng cũng sửa giùm. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin xuống hết, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam phước, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và con kính đảnh lễ quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Sắp phát sanh vô cha năng chết tò vô về na pa ri thát sa ti sanh ga ti cần vi sanh yu tần ti tam ma hằng bùn vi bầm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Sắp trường âm nhấn bá đoạn âm, sang trường âm thông trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết trường âm nhấn toa trường âm thông thường, vô quê trường âm thông thường, ná phá rí ba đoạn âm, thát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, sắp phát sang vô chắc năng chết tò vô về nát phá lý thát sát tí. Câu 3 và 4. Sang gà tí căng quyết sang dứt tăng tá mạ hằng vùng mít rồng má năng. Sang trường âm nhấn, gà trường âm thông thường, tí đọc âm găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đọc âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phù trường âm thông thường, mí đoạn âm, prom trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp phát sằng vô chắc năng chết tò vô quê na pa ri thát sa ti sằng gà thi cần quý sằng yut tăng tá má hằng phù mí prom má năng. Đoạn kết các kết sự, đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắng trước buộc ràng, ta gọi là bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phép kể. Sập ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na pa vi tha sa ti sang ga ti căng vi sang vô tăng ta ma hăng bùn
Trí Đức, có gì con xin phép Ngài và Đạo Tràng sửa dành cho con. Dạ, con cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và Đạo Tràng nghe con nói không ạ? Alo, alo. Alo, Đạo Tràng nghe con nói không ạ? Dạ, con Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Trăng hiện diện trong Đạo Tràng, và kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và kính đảnh lễ quý cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin trả bài câu pháp cú 397. Sappa sang ro cha nang chết tòa ro quê na ba ri đắc sa ti san ga ti gang quy quy sang cút tăng ta ma hằng ru mi ram ma nang sappa sang ro cha nang sappa sang ro cha nang chết tòa rô quê na bà tắc sa ti sàn gà ti ti khẳng quý sa khút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu pháp cú 397. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, rô vê là hai trường âm thông thường, ná bá rí là ba đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá là xá tí là hai đoạn âm, săn là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, du là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Sappa sang ro cha nang chết tòa ro quê na ba ri tắc sa ti san ga ti gang quy sang gút tăng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc rằng ta gọi bà La Môn. Dạ, con có đọc sai thì mong Ngài Trí Đức chỉ cho con và Đạo Tràng chỉ cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Quang Thanh, chị Vũ, Kim Nhung và Hồng Mai nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính cảm ơn Thích Amen. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu và mời Quỳnh Giang Nhật Hà nghe. Sao mà đưa tay chậm vậy? Mời Quỳnh. Dạ,
Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Và con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Nhỏ thôi con. Dạ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 397 ạ. Dạ không biết có lớn hơn không ạ. Alo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá, không biết có nghe lớn hơn không ạ. Thì con không biết có thể âm thanh chắc có vấn đề quá. Dạ con xin đọc câu pháp cú 397. Sắp phát sang vô cha năng chết tòa vô quê na paritas sati sang gia ti gần quý sang yut tăng tam hằng ru mi brahma năng sắp phát sang vô cha năng chết tòa vô quê na paritas sati sang gia ti gần quý sang yut tăng tam hằng ru mi brahma năng. Dạ con xin phân tích câu số một và câu số sapa we naparitasati. Sap là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, vô we là hai trường âm thông thường, ná ba, rí là ba đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là tí là hai đoạn âm. Sắp phát sang vô cha năng chết tòa vô quê naparitas sati. Và câu số 3 và câu số 4. Sang gà tí gà quý sang yut tăng tamahang bru mi brahma năng. Sang là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang ga ti gan quý sang yut tăng tamahang pru mi brahma năng. Dạ con xin đọc lại. Sắp bát sang yo cha năng chết tòa yo we naparitas sati sang ga ti gan quý sang yut tăng tamahang pru mi brahma năng. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng cõi bà la môn, là bản dịch Việt của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sapa sang yo cha năng che tua yo we na parita sati sanggati gang wi sang yu tang ta mahang pru mi brahma năng. Dạ con đã đọc bài xong và con xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài và con xin kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mô Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lĩnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức. Kính nhận với bà với cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Dạ âm thanh con nghe rõ mà. Sắp ba sang vô cha năng chết tòa vô quê na paritas sati. Sắp là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, sang là trường âm, sang là trường âm đọc
sanh là trường âm, được theo dõi nguyên âm. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo dõi nguyên âm. Chắc là trường âm nhấn. Tôi là trường âm thông thường. Vô là trường âm thông thường. Vô V là trường âm thông thường. Lá, bá, lý là ba đoạn âm. Bát là trường âm nhấn. Xá, tí là hai đoạn âm. Câu số 34. Sân kha tí gần ví sân dứt tăng tám thần rùa ví sân má lăn. Sân là trường âm nhấn là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Nhân là trường âm đọc theo nhận nguyên âm. Lý là đoạn âm, sanh là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Chức là đoạn âm, tân là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tá bá là hai đoạn âm, thanh là trường đọc theo giọng nguyên âm. Thu là trường âm, thông thường. Lý là đoạn âm, trăm là trường âm, thông thường. Má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát bát sanh vô chát lành chát hòa vô về nát bát lý tát sát tí sanh là tí cần. Ví sanh vút tặng tám bát hành vô ví sanh mát lăng. Sát bát sanh vô chát lành chát hòa vô về nát bát lý tát sát tí sầm gà tí gần ví sầm giúp tầng tám hành vừa ví sầm má lăng. Động kết các tiến sử không còn gì lo sợ, không nắm trước buộc làm ta mọi là la mô. Thì con xin chào sầm ba sầm vô trả năng chế toa vô về na ba dị ta xa tí sẵn đi gần vì sẵn giữa tâm tâm bằng rồi vì sẵn ma lần. Và con xin chú ý các sản phẩm là xin ngài cũng là cũng là đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Phúc Hạnh. Nam mô Bích Tha giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô Phúc Hạnh, Thiên Vũ, Vinh Giang, Nhật Hà, Thích Hồng Mai, Thích Thi Na, Thích Đà Mê cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quý vị ơi, quý vị nghe âm thanh của Nhật Quỳnh thế nào quý vị? Không biết tại máy Nhật Quỳnh hay tại cái lỗ tai Nhật Quỳnh mà Nhật Quỳnh nghe Vinh Giang, Nhật Hà rồi cô Phúc Hạnh mới đầu còn thấy to to, từ từ nhỏ nhỏ luôn. Khổ thiệt. Không biết tại máy hay tại tai của Nhật Quỳnh đường ra mời xích theo Thị Phúng. Yeah. Con xin kính lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức. Con xin kính lễ Sư Trí Đức. Con xin kính lễ quý cô tu nữ. Kính chào tất cả anh chị em trong room. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 397. Sắp ba sàng vô cha nàng chết tòa vô về na ba tri ta sa ti sằng gà ti gần vi sằng yut tăng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Sắp ba sằng vô cha năng chết tòa vô về na ba ri ta sa ti sằng gà ti sa ti gần vi sằng yut tăng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô là trường âm thông thường, chá
là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, v là trường âm thông thường, ná, bá, rí là ba đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Và câu 3, câu 4. Xăng là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin được đọc lại. Sắp ba sàng vô chá năng chết tòa vô về na pa ri ta sa ti sàng gà ti gàng vi sàng yút tăng ta ma hằng pro mi brum ma năng. Sắp ba sàng vô chá năng chết tòa vô về na pa ti na pa ti ri ta sa ti sàng gà ti gàng vi sàng yút tăng ta ma hằng pro mi brum ma năng. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước ruột buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin xuống mít, xin nhường mít lại cho các vị khác. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, đạo huynh xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ. Kính cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu. Dạ. Đạo huynh xin đọc bài hôm nay. Dạ, nó chê trường cô Nhật Quỳnh chịu khó. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh bất bại. Dạ. Đạo huynh xin đọc chấp thấy chấp hình là cái câu lại cho nó che hết màn hình cô Nhật Quỳnh. Yeah. Cảm ơn quý vị thứ lỗi cho. Yeah. Câu pháp cú 397 sắp ba sang vô chá năng chê toa sắp ba sang vô chá năng chê toa vô quê ná bá rí sát tí sang ga tí găng quý sang dứt thăng tá má hăng trù bí pra má năng. Đạo huynh xin đọc lại. Dạ, dạ, tại mới đọc câu với vô rung lần thành thử là quên tút lút trường âm đoạn âm sắp ba sang vô cha năng chê toa sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chế là chê là trường âm nhấn, và là trường âm, vô là trường âm thông thường, quê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bá rí là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá tí là hai trường âm thường, hai đoạn âm, sân là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là trường là đoạn âm, sân là trường âm nhấn, dứt là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, cũng là trường âm nhấn luôn, má là đoạn âm, năng là má là đoạn âm, năng là
trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Dạ. Chắc có lẽ phân tích vậy nó tọt tùm lum, quý vị đừng cười ha. Dạ. Lại cái đạo huynh xin kệ. Dạ. Sáp ba sáng vô cha năng chê tòa Yo we na bari tat sati sangati gang sang yut thang ta ma hang tru mi pra ma nang. Và bản dịch của Thượng Tọa Thích Minh Châu là đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm đuối buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Dạ, đọc xong. Dạ. Xin cảm ơn quý vị đầu tràng, cảm ơn Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh đồng ngữ bốt bài. Dạ, và xin nhường máy là cho quý vị kế tiếp. Dạ. Xin cảm ơn rất nhiều. À, sa thú huynh đạo huynh. À, vẫn còn căn bản ha. À, lâu lâu mới đến đạo tràng cũng có những cái vấn đề mà coi như mình không có quen á, rồi cứ ngỡ lúc trước là như vậy, rồi bây giờ càng ngày nó càng thuần thục vi tế hơn thì nắm bắt chưa kịp. Huynh đạo huynh, giữa trường âm thông thường và trường âm nhấn, khi một từ đó nó nằm trong trường âm thông thường và trường âm nhấn thì chúng ta chú trọng về trường âm nhấn nhiều hơn. À, theo huynh đạo huynh thì chữ chết toa, chữ brahmanang, chữ chết toa, chúng ta đọc vừa chữ t vừa bên này vừa bên kia, chết toa cắt đứt. Rồi chữ brahmanang, như vậy thì vì ít vô đạo tràng, vì công ăn việc làm mà huynh đạo huynh cũng còn nhớ những cái trường âm khác. Ví dụ sanga tí gần thì trường âm nhấn đó thì vẫn nhớ rõ ha. Rồi tassati vẫn nhớ rõ, sắp ba sân chỉ sắp cũng nhớ rõ, đó là trường âm nhấn. Nhưng mà trường âm nhấn có những trường âm đặc biệt, ví dụ chết toa, chết toa thì chúng ta đọc chữ tế nó vừa bên này vừa bên kia. Đây là một cái loại hơi đặc biệt một chút ha. Thì khi mà chúng ta đọc chết toa thì chúng ta biết rằng nó có trường âm thông thường ở trong chữ chê, nó có trường âm thông thường ở trong đó chữ pra ha, chữ pra, nhưng mà chúng ta đọc prom, chúng ta đọc là chết. Thì như vậy cái giọng đọc của chúng ta nó sẽ ổn định hơn ha. Nhưng mà huynh đạo huynh vẫn có căn bản và đọc lên rất là rõ ràng. Sa thú hôm nay dẫn đầu là Sik Metta ha, rồi Sik Kim, rồi Sik Kim Nhung, Sik Tự Men, Sik Thiện Vũ, Sik Cộng Mai, rồi Sik Quang Thanh, huynh Giang Nhật Hà, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô Tô Thị Phúng, rồi tới huynh đạo huynh. Như vậy thì quý vị rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, đọc rất là rõ. Nhưng mà hôm nay thì quý vị thấy ngoài huynh đạo huynh ra âm thanh rõ ràng, nam nhi chi chí ha, còn huynh Văn Nhật Hà hôm nay sao còn khiêm tốn, khiêm tốn đọc đi nghe mà coi như nó yếu xìu chắc là có chuyện gì đó ha. Có chuyện gì đó mà huynh Văn Nhật Hà nó có vẻ hơi khép nép ha. Chắc có lẽ thấy nữ thịnh nam suy ha, thấy bên nữ đông quá là cô huynh Văn Nhật Hà thấy có vẻ hơi run run. Mà thật sự ra đừng có nói huynh Văn Nhật Hà, cá nhân của chúng tôi cũng run nữa nè. Luôn ở đây là vị lãnh
làm cho nên rung, quý vị thông cảm ha. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đi vào trong cái vấn đề từ vựng ha. Đọc được thì chúng ta phải hiểu. Cái gì? Cho con ăn hả? Quá, con ăn, thấy con ăn ngon quá rồi cái đọc nhỏ xíu à. Quân Giang Nhật Hà, chơi kỳ quá. Con ăn, cái thấy con ăn, rồi cái chỗ thêm, đọc nhỏ xíu à. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Hôm nay quý vị rất là căn bản, ổn định. Nhưng mà đối với những vị ở Việt Nam á, nhất là Sĩ Ca Hồng Mai là một, Sĩ Kim Nhung là hai. Những cái vị này á, kệ kệ nhỏ nhỏ. Chứ ban đêm mà khuya khuya mà kệ to kiểu đó, người ta nói là mình sao? Trời ơi, đóng cửa phòng lại, la lối một mình vậy ha. Kệ nhỏ nhỏ một chút, kệ mà còn lên giọng nữa chứ. Vừa nghe đủ rồi, còn lên giọng cho nó hay hả? Ồ, kệ vô bếp là rồi, muốn khoe cái giọng kệ vàng của mình cho ông Táo nghe. Hai ông một bà mà ở dưới đó mà nghe kiểu này chắc chắn là cơm khát, cơm khe rồi. Rồi, thôi bây giờ đi vào tư vấn. Sắp bà sân vô cha năng chết tòa, sắp bà sân vô cha năng chết tòa. Câu này chúng ta thấy có hai từ. Sắp bà sân vô cha năng là một, chết tòa là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những chữ này. Sắp bà sân vô cha năng, ở đây chúng ta thấy có hai từ để đi chung với nhau, tức là sắp bà. Đây là một tỉnh từ, có nghĩa là tất cả. Sân vô chẳng á, đây là một danh từ trung tính. Akran tanapung sakalinga. Sân vô chẳng á, có nghĩa là sự trói buộc. Nhưng mà sân vô chẳng á, nó được chia theo đối cách số ít. Số tỷ nào quỷ phát tỷ ê câu quá chẳng á. Cho nên sân vô chẳng á, biến thành sân vô chát năng. Sân vô chát năng. À, như vậy sắp bá sân vô chá năng có nghĩa là mọi sự trói buộc, nhiều sự trói buộc, tất cả trói buộc. Sân vô chá năng có nơi còn gọi là thần thúc. Thần thúc là sợi dây á, sợi dây trói buộc. Rồi chữ chết toa, chết toa ở đây nó là căn ngữ của chữ chết. Và chết toa đây là một động từ bất biến về quá khứ ha. Chết toa có nghĩa là đã cắt đứt hoặc là sau khi chặt đứt. Cắt đứt hay là chặt đứt cũng giống như là đứt bóng vậy. Chết tòa tức là sau khi chặt đứt những sự trói buộc. Câu đầu tiên mà Ngài Hòa Thượng dịch là đoạn kết các kiết sử. Đoạn kết tức là đoạn cuối của các kiết sử mà mình đã cắt đứt hoặc là chặt đứt. Rồi qua câu số 2. Yo we naparitasati, yo we naparitasati. 1, 2, 3, 4 từ. Câu số 2. Yo we naparitasati. Chỉ yo là một đại từ, do đại từ giá. Nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ. Bathama ekawachana vipati, cho nên giá biến thành yo. Vô có nghĩa là người nào. Quê, quê là thật vậy, đúng vậy, quá vậy. Na là không.
Paritasati, cái động từ này chúng ta thấy tiếp đồng ngữ pari ở phía trước có nghĩa là hoàn toàn hay là xung quanh. Tasati, động từ số ít, do căn ngữ tas có nghĩa là run sợ. Vậy thì paritasati là run sợ hay là sợ hãi? Run sợ hay là sợ hãi? Run sợ thì đúng hơn sự sợ hãi. Hay là thật vậy, người nào không run sợ? Câu số 2. Và vậy người nào không run sợ? Nào ở trong dịch là cái gì? Câu số 2. Câu số 2. Không còn gì lo sợ. Chẳng phải người nào không run sợ. Rồi câu số 3. Sân ga thí gần quý sân dốt tầng. Sân ga thí gần quý sân dốt tầng. Câu số 3 chúng ta có hai từ. Sân ga thí gần là một, quý sân dốt tầng là hai. Sân ga thí gần ở đây có hai từ đi chung với nhau. Sân ga và atiga. Chữ chỉ sân ga, nó là một danh nam tính. Akrantapumringa. Sân ga ở đây có nghĩa là sự quyến luyến, sự dính mắc. Sự quyến luyến, sự dính mắc. Rồi atiga, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ati có nghĩa là trên, vượt quá. Và chữ ga là do căn ngữ của chữ gầm, do cái động từ gacchati có nghĩa là đi. Vậy thì atiga ở đây nó đứng trong cái dạng tính từ, có nghĩa là đã vượt qua, đã vượt qua. Và sân ga thi gần, đây là một nhóm từ nam tính ha. Nhưng mà atiga đây nó được chia theo đôi cách số ít, đối tỷ giao vì phát tỷ ở câu quá trình ha. Cho nên atiga nó biến thành atigan. Sân ga thi gần, cái này đã vượt lên sự quyến luyến. Sân ga thi gần, người đã vượt lên sự quyến luyến. Rồi, sân ga dính mắc a ti là trên. Ngay cho tí là căn ngữ gồng, người đã vượt lên sự quyến luyến. Rồi. Rồi chữ tiếp là quý sân dốt tăng. Quý sân dốt tăng, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ quý ở phía trước có nghĩa là lìa, rồi cũng có nghĩa là không nữa. Quý rồi sân dốt tăng do cái từ sân dốt ta. Sân dốt ta, nhưng mà sân dốt ta này được chia theo đối các số ít, đối tỷ giao của pháp tỷ hay có quá trình á. Cho nên sân yốt ta biến thành sân yốt tăng. Sân yốt tăng có nghĩa là đã bị trói buộc, đã bị trói buộc, nhưng mà có chữ quý ở phía trước có nghĩa là không. Vậy thì quý sân yốt tăng là không còn bị ràng buộc, hoặc là đã lìa xa mọi trói buộc. Không còn bị ràng buộc, đã lìa xa mọi trói buộc. Và câu số 3 này, sân ga tí gần quý sân vô tầng, cho chúng ta ý nghĩa vượt lên sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc. Vượt lên sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc.
vô cùng, tam hằng phù mỹ phẩm mạn năng, Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Tam hằng phù mỹ phẩm mạn năng, Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Hai, câu Phật con 397 ha, cho chúng ta ý nghĩa. Quả vậy, người nào đã cắt đứt mọi ràng buộc, không luôn sợ, vượt lên sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ý nghĩa câu Phật ngôn 397. Thì người nào đã cắt đứt mọi ràng buộc, không còn run sợ, vượt lên sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức cắt đứt rễ má dây mơ, đoạn lìa trói buộc, chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắc hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Cắt đứt rễ má dây mơ, đoạn lìa trói buộc, chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắc hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đoạn kết các kiếp sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Đoàn kết các kiếp sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 397, một câu Phật ngôn có ý nghĩa rất là hay. Khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này ở tại vườn Trúc Lâm, mà bây giờ Trúc Lâm quý vị viết cái chữ Pali sao cho nó đúng đây, là khi mà quý vị mà học cái câu Phật ngôn này phải biết rằng Trúc Lâm tiếng Bali biết như thế nào. Mà chúng ta thấy ở Việt Nam thì Trúc Lâm có hai chùa ha. Hai chùa Trúc Lâm, một chùa Trúc Lâm ở Hóc Môn, một chùa Trúc Lâm ở chỗ Hòa Đồng Tôn Giáo. Chị Nhật Quỳnh biết vậy đúng không? Chị Kim Nhung biết vậy có đúng không? Mới cả hai người. Rồi Sister Man cũng biết quê Luwana hả? Quê Luwana, Shikmita cũng quê Luwana. Thì bốn cái từ quê Luwana, thì hai cái từ trên đúng, Sister Kim Nhung, Sister Nhật Quỳnh đúng, chỉ L có dấu chấm. Quê Lu, quê Lu có nghĩa là những cây trúc, những cây tre, những cây trúc. Vườn tức là cái khu rừng mà họ trồng trúc nhiều á, thì gọi là quê Luwana. Tiếng Việt Nam nhưng mà lai tiếng Tàu chữ Hán á, thì gọi là, người ta gọi là Trúc Lâm, còn Việt Nam mình gọi là vườn trúc. Thì tại quê Luwana, Đức Phật ngài đã đề cập đến con trai của vị tướng giả tên là Út Cá Sê á, cho nên thuyết lên pháp thoại này. Thì bây giờ Út Cá Sê á, đây là cái vị công tử mà cũng là một cái vị thánh tăng. Tại sao mà một vị công tử là một vị thánh tăng? Chúng ta hãy tìm hiểu cái vị này xuất xứ như thế nào mà Đức Phật đề cập đến vị này. Chuyên gia Út Cá Sê á, chúng ta biết rằng trong cái thành Rajagaha là thành vương xá, trong thành vương xá này có một công tử tên là Út Cá Sê á, và chàng ta là con trai của một đại trưởng giả ở trong kinh thành
ra cha gá. Khi mà công tử đi vui chơi lễ hội thì công tử này nhìn thấy một nàng vũ nữ biểu diễn nghệ thuật nhào lộn ở trên không trung với những động tác uyển chuyển mềm mại, cho nên tâm của công tử này phát sinh sự ái luyến. Công tử Ukasena bị ái nhiễm tấn công nên là chịu không nổi. Cho nên khi trở về nhà, suy nghĩ đến hình bóng của nàng vũ nữ, ta nếu không được cái cô vũ nữ đó chắc là ta phải chết. Thầy mới nhìn thấy nghệ thuật người ta, nhìn thấy sắc đẹp của người ta mà tương tư, mong muốn rằng phải chiếm hữu, phải có cô ta, còn nếu không có thì tự tử chết mà cái sự chết của chàng công tử Ukasena này là bị cái tâm bệnh nhớ thương cho nên công tử Ukasena tuyệt thực, tuyệt không ăn không uống với cái dáng điệu ủ rũ buồn rầu sầu khổ. Cha mẹ là những vị đại chứng giả mà thấy cái con một của mình có một đứa con trai mà đã trong cái trạng thái như thế này thì buồn, mới đến hỏi: này con thân, con đang bị cái bệnh gì vậy? Thưa cha, thưa mẹ, nếu mà con không lấy được cái nàng vũ nữ đó làm vợ thì chắc con chết thôi. Này con, cho nên ao ước như vậy, cha mẹ sẽ tìm cho con một cô tiểu thư môn đăng hộ đối với nhà của mình. Dù cho cha mẹ có nói thế nào thì công tử Ukasena cũng bỏ ngoài tai, im lặng mơ tưởng đến hình bóng của cái nàng phụ nữ đó. Cha mẹ khuyên răn nhiều lần nhưng mà không được, không thể làm cho người con của mình thay đổi ý kiến, cho nên phải nhờ những thân hữu của công tử đến khuyên giải. Tuy nhiên vẫn như cũ, rất là vô ích. Công tử khăng khăng giữ mãi cái ý định của mình là phải làm sao lấy cho được cái nàng phụ nữ đó. Cuối cùng hai ông bà trưởng giả mới nhờ người thân đi đến đoàn hát của cái đoàn đó và hỏi ông trưởng đoàn để có ý định coi như là thành toàn cho con của mình, tức là trao cho ông trưởng đoàn đó 1.000 đồng tiền vàng và nói rằng: này ông hãy nhận hết số tiền này rồi gả con gái của ông cho con của chúng tôi đi. Nhưng mà ông trưởng đoàn nói rằng: thưa ông bà, cho nên nói như vậy dù con trai của ông cưới được con gái của tôi, nếu mà không cưới được con gái của tôi nó chết thì đó là chuyện của ông bà, nhưng mà nếu công tử không cưới được con gái của tôi thì sẽ chết, thế thì công tử hãy đi theo đoàn khác của chúng tôi đi, bây giờ chúng tôi sẽ gả con gái cho cậu ta. Tức là đem 1.000 đồng tiền vàng đến để dạm hỏi cưới của con gái của ông trưởng đoàn siết đó, nhưng mà ông ta nói đây là cái một lợi nhuận mà cái đoàn hát ông ta nhờ có cái cô gái đó, mà bây giờ đem gả cho ông bà con của ông bà thì cái đoàn này sẽ giải tán, cho nên không chịu. Và nếu muốn muốn lấy con gái của tôi thì phải theo cái đoàn hát của tôi, đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng mà khi mà cha và mẹ của công tử Ukasena báo lại cho công tử biết cái sự việc mà trưởng đoàn đã nói như vậy, công tử Ukasena nói là: nếu vậy thì con đi theo cái đoàn hát để được gần người yêu. Và thế là
công tử Ujjayasena để đi theo đoàn hạt đó, mặc cho những lời khuyên giải tha thiết của song thân. Người chủ gánh hát mà người chủ gánh xiết là gả con cho công tử Ujjayasena như lời đã hứa. Và công tử Ujjayasena cùng đoàn hát trôi nổi lang bạc qua các làng mạc, thị trấn, dinh thần để biểu diễn nghệ thuật nhào lộn trên không trung. Nàng vũ nữ làm vợ công tử chẳng bao lâu thì có thai và hạ sanh ra một đứa bé trai. Một hôm cùng với con đùa giỡn, nhìn ra thấy công tử Ujjayasena đang lấy cỏ cho bò ăn và chất những tặng phẩm lên xe, thì cô nàng hát để tréo cợt người chồng của mình. Này con của người giữ xe, con của người chắc hàng, con của người chẳng có biết làm gì hết. Nghe câu hát đùa cợt đó thì công tử Ujjayasena hú thẹn, hỏi vợ rằng: có phải rằng cô đã hát trêu ta hay không? Này anh, sự thật là như vậy, anh đâu có nghề ngỗng gì đâu. Anh chỉ biết giữ xe, anh chỉ biết cắt cỏ, anh chỉ biết chất hàng, tôi còn làm được cái gì nữa? À, thì tức giận, công tử Ujjayasena mới nói rằng: nếu là như thế, anh sẽ bỏ đi ngay. Này anh, sự ra đi của anh hãy ở lại có làm thiệt hại hay là lợi ích gì cho cái đoàn của chúng ta đâu. Và thế là cô ta lại tiếp tục nô đùa cùng con với những câu hát trêu cợt chồng. À, được biết rằng nàng vũ nữ đã ý vào gian sắc cùng cái nghệ thuật mà nhào lộn cái hư không, cho nên chẳng có nể nang gì ông chồng cả. Công tử Ujjayasena mới suy nghĩ: cô này kiêu hãnh, tự đại, ngã mạn như thế là dựa vào cái gì? Rồi được biết rằng do cái nghệ thuật nhào xiết cái hư không mà cô ta dám khi dễ mình. Công tử suy nghĩ tiếp rằng: thôi được, ta sẽ cố gắng học lấy cái nghệ thuật này. Rồi công tử Ujjayasena đi đến cha vợ học nơi ông ta cái tài nghệ tức trường của người cha, cho đến khi thuần thục thông thạo. Và công tử Ujjayasena đã trở thành một nghệ thuật gia nhào xiết thiên hư không xuất sắc. Theo đoàn hát, chàng lang bạc khắp nơi, tuần tự trở lại cái thành phố Rajagaha. Bây giờ công tử Ujjayasena mới thông báo rằng: kể từ hôm nay, sau 7 ngày nữa, ta sẽ biểu diễn nghệ thuật trên hư không. Đại chúng hãy đến xem cái tài nghệ của công tử Ujjayasena. Vào ngày thứ 7, khi mà đại chúng tụ hội đông đảo nơi biểu diễn, thì công tử Ujjayasena đã đi lại trên hai tấm ván cao 60 hát tay, tức là khoảng 30 mét, và đứng ở trên tấm ván đó. Cũng trong ngày hôm đó, vào buổi hừng đông, Đức Phật đã dùng Phật trí tỏa ra khắp thế gian tìm người hữu duyên nên tế độ, và Ngài thấy Ujjayasena trong võng trí của mình, quan sát rằng nguyên nhân thế nào để Ngài biết được rằng hôm nay thanh niên Ujjayasena đứng trên đầu tấm ván để biểu diễn nghệ thuật nhào lộn. Đại chúng hộ họp nơi đó để xem y biểu diễn. Lai sẽ thuyết lên 4 câu kệ. Ở trong hội chúng đó sẽ có 84.000 chúng sanh chứng ngộ để nghe pháp, và thanh niên Ujjayasena cũng chứng đạt được thánh quả A-la-hán. Rồi Đức Phật cùng với chư tỳ kheo đi vào thành khất thực. Bây giờ công tử Ujjayasena đang ra hiệu cho đại chúng hãy chú ý, chàng sẽ biểu diễn nghệ thuật từ hư không. Ujjayasena nhào lộn trên hư không 7 vòng,
rơi xuống tấm ván bắt cao 60 hạt tay, tức là khoảng 30 thước. Đại chúng chưa kịp vỗ tay hoan hô tán thán thì Đức Phật cùng Chư Tăng gửi đến. Ngài để dùng thần lực khiến cho đại chúng không màng gì đến Ukkasena nữa, mà chỉ chú tâm vào đoàn tăng lữ có Đức Phật đang dẫn đầu. Khi đó, công tử Ukkasena trông thấy cái cảnh này, tâm tư sầu muộn, vô cùng chán nản, nghĩ rằng đại chúng này chẳng màng gì đến ta, nghệ thuật này ta chỉ biểu diễn ở đây mỗi năm có một lần mà thôi. Thế nhưng khi mà Bậc Đạo Sư đến thì đại chúng không chú ý gì đến ta, chỉ có chú tâm chiêm ngưỡng Ngài và Chư Tăng mà thôi. Cái sự biểu diễn nghệ thuật này của ta thật là vô ích. Khi mà biết được ý nghĩ của Ukkasena công tử, Đức Phật dạy trưởng lão Moggallana: này Moggallana, hãy nói với Ukkasena như thế này: ngươi hãy biểu diễn tài nghệ nhào lộn trên không đi. Trưởng lão Moggallana vâng lệnh dạy của Đức Thế Tôn, đi đến nơi và nói với Ukkasena bằng kệ ngôn: mời Ukkasena hãy nhảy múa. Ngươi có nhiều sức mạnh, xin ngươi hãy nhìn đây, xin ngươi hãy làm cho đại chúng vui thích, phấn khởi lên đi. Công tử Ukkasena nghe trưởng lão nói như thế thì khởi lên sự hoan hỷ trong tâm: ồ, Bậc Đạo Sư muốn xem tài nghệ của ta. Và thế là chàng đứng yên trên tấm ván, nói lên kệ ngôn: xin mời Ngài Moggallana, Bậc có nhiều trí tuệ, có nhiều thần công, xin Ngài hãy nhìn đây, tôi sẽ làm cho hội chúng vui thích và phấn khích. Và khi nói xong rồi thì từ nơi tấm ván phóng mình lên hư không nhào lộn đến 14 vòng, rồi quay trở về đứng trên tấm ván như trước. Thì lúc đó Bậc Đạo Sư mới phán rằng: này Ukkasena, lẽ thường người trí hằng dứt bỏ sự luyến ái đối với các uẩn và ba thời quá khứ, vị lai và hiện tại để thoát khỏi mọi khổ đau sầu muộn như là sanh già đau chết vân vân. Khi nói như vậy thì bây giờ các vị tỳ khưu mới ngồi trong giảng đường bàn tán về vấn đề của công tử Ukkasena. Khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn đó thì công tử là chứng đắc thánh quả A La Hán. Thì gặp Ngài Ukkasena mới hỏi rằng: này hiền giả Ukkasena, khi bị hiền giả từ trên cao phóng xuống lộn 14 vòng như vậy thì hiền giả có sự sợ hãi hay không? Thì Ngài Ukkasena mới trả lời: này chư hiền, tôi không có sự sợ hãi. Các vị tỳ kheo đã trình lên Đức Phật về câu chuyện đó và nói rằng hiền giả Ukkasena, ta không có sợ hãi, có nghĩa là khoe pháp của bậc thượng nhân, và đó là những cái lời nói không có chân thật. Thì Đức Phật Ngài mới nhận định rằng: này chư tỳ khưu, con của Như Lai đã cắt đứt mọi triền phược, không còn sợ hãi nữa. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 397 này. Câu Phật ngôn 397 ở đâu mất tiêu rồi? Đây. Sabbasangyo chanang chetva yo ve naparitas sati sangya ti gang visang yuttang tamahang tu mitam matnang. Đọc lại lần nữa. Sabbasangyo chanang chetva yo ve naparitas sati sangya ti gang visang yuttang tamahang tu mitam matnang. Đoàn kết các kiếp sử không còn gì lo sợ, không đóng trước bục ràng, ta gọi bà làm buồn. Với câu Phật ngôn này, trong duyên sự mà chúng ta đã nghe,
Công tử nghỉ nghề hát xuất gia. Bỗng nhiên y bác tự sinh ra. Chư tăng đón hỏi, khi nhào lộn trên ngọn tre cao chẳng sợ ai? Tỳ khưu mới đáp, chẳng bao giờ. Tôi thấy kinh hoàng, sợ vẩn vơ. Nghe vậy chư tăng vào mất Phật để ngài chiến trách vị sư khờ. Phật dạy, con ta đã tự mình đoạn trừ kiếp sử đắc vô sinh, không còn sợ hãi, không sầu muộn, đúng gọi bạch môn chính danh. Như vậy thì ở đây cái vị này khi mà xuất gia với Đức Phật, do cái nhân duyên của quá khứ đã từng làm thí chủ lễ dân y ha, cho nên y bác phát sinh do thần thông. Và Đức Phật ngài chỉ đưa tay, và nói rằng ehi phích khu, tức là hãy lại đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt sự khổ đau. Thì vị này đã chứng đắc thánh quả a la hán. Như vậy cái câu Phật ngôn này do cái nhân duyên quá khứ, và bây giờ dù trên cái tấm ván ở trên 30 thước nhào lộn 14 vòng và đứng một cách vững chắc, đó là cái sự rèn luyện một nhân tài hiếm có trong thời kỳ đó. Nhưng mà cũng do nhân duyên của quá khứ ha, mà vị này đã từng tu tập, nhất là thí chủ lễ dân y đã từng dân y trong quá khứ, và tư quả nó trổ để rồi hôm nay gặp Đức Phật, và Đức Phật chỉ cần đưa tay hay lại đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. Thì cái vị này y bác phát sanh do thần thông ha, rồi chứng đắc thánh quả a la hán ngay tại đó luôn. Quý vị thấy tuyệt vời ha. Rồi đây là một câu chuyện, một duyên sự để chúng ta có nhiều thắc mắc. Alo, chúng ta còn hơn nửa tiếng đồng hồ. Quý vị nghĩ gì một Phật ngôn này? Với một cái duyên sự tuyệt vời, có đứa con trai đầu lòng nhưng mà bị vợ khi dễ, cho nên mới nổi bồ đề giai lên, bỏ đi tu. Nhưng mà lại đi tu trong cái tình trạng gọi là thất tình á, thất tình đi tu, bị vợ hất hủi, nhưng mà đi tu lại thành công. Có những người thất tình đi vô chùa để mà tu, để rồi cắt đứt dây chuông giống như Lan và Điệp, rồi thấy cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng mà thất tình đi tu như công tử Ukkasena thì đây là một sự thành công ha. Đức Phật chỉ đưa tay ngoắc một cái là đây thực hành phẩm hạnh để chấm dứt khổ đau, thì vị này để chứng đắc thánh quả a la hán. Quý vị thấy cái câu Phật ngôn này tuyệt vời ha. Rồi quý vị thấy cái chỗ nào tuyệt vời, quý vị triển khai để chúng ta cùng thưởng thức. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Bây giờ chỉ có thảo luận thôi chứ không có đọc nữa nghe, hết thời gian. Bởi vì chúng ta đọc có thời gian, nhưng mà bây giờ là thời gian thảo luận nè. Ai đến sau thì lần sau quan hỷ, muốn đọc thì hãy vô sớm một chút. Cho đến sau bây giờ còn lên đọc bài nữa thì mất thời gian. Mà chúng ta phải thảo luận tại sao đoạn kết các kiết sử không còn gì lo sợ, không đóng chốt buộc ràng. Thì Đức Phật gọi vì đó là Bà La Môn. Rồi quý vị có thời gian thảo luận, và chắc tuần tới thì quý vị thảo luận nhiều hơn ha. Tức là chúng tôi nhường cái diễn đàn này cho quý vị thảo luận. Tuần sau chúng tôi bận rồi. Rồi bây giờ thì quý vị để hiểu duyên sự ha. Thì bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về cầu Phật ngôn 307? Hôm nay thấy huynh đạo huynh ha, âm thanh tốt nè ha. Rồi huynh đạo huynh cũng
có nhiều cái ý kiến hay. Bây giờ lâu lâu đến với đạo tràng thì huynh đạo huynh nghĩ thất tình mà đi tu như cái vị này có xứng đáng hay không. Đối với chúng ta thì đa số thất tình đi tu mà kết quả không có, không được tốt đẹp. Nhưng mà vị này vỡ hắc hủi, cố gắng tự mình vươn lên và được Đức Phật tế độ, thì huynh đạo huynh nghĩ trường hợp này như thế nào? Rồi mời bàn tay huynh đạo huynh chia sẻ với đạo tràng về câu Phật ngôn này nha. Alo, đâu rồi, bàn tay đâu đưa lên chứ? Alo, alo, rồi, khiêm tốn quá ha. Dạ, đạo huynh xin trân trọng đảnh lễ sư trí đức và kính chào quý bà quý cô phụ nữ, quý anh chị thiện nam tín nữ trong đạo tràng. Dạ, chào cô Nhật Quỳnh và tưởng rung. Dạ, cảm ơn sư trí đức đã mời đạo huynh lên. Lâu lâu vô rung nghe lén mà bị sư kêu lên thì dạ thì cũng không dám từ chối. Dạ. Đạo huynh thì làm cái công việc này nó hơi bị mâu thuẫn cái giờ của sư đó. Dạ, thành thử là năm khi mười họa với vô dự một cái lớp như thế này. Dạ, thành bữa nay là ngày thứ sáu người ta đi làm bánh rồi, thành đạo huynh chỉ ra lén ra nghe lén. Dạ, nghe thư và nghe trọn cái bài duyên sự của Pháp Cú 319. Nó cũng đúng như cái tâm trạng của đạo huynh. Đạo huynh là một kẻ lãng tử giang hồ, đạo hằng và sư là đạo huynh của đời thất tình. Yeah. Yêu người này yêu người kia không giấu gì đâu. Yeah, không giấu. Nếu mà không có luyến ái thì biết là chuyện lạ, chứ mà luyến ái này chỉ là chuyện thường thôi. Nhưng mà thấy cái ông công tử Cút Xá Ná này, Cút Lá Xá Lá hay không biết đạo huynh đọc có đúng từ tỉnh ha. Dạ, thì là ông này đúng là cái hùng tâm. Vì cái lòng tự ái, vì cái sĩ diện mà ông ta quyết làm cho bằng được. Nhảy trên không thứ 14, lộn thứ mấy dòng như vậy. Rồi thấy cái ánh hào quang của Đức Phật đi qua, đi ngang qua, mà ông ta đoạn từ cái tham ái đó, đúng là một người có huyền tâm. Thầy đạo huynh nghe cái chuyện này rất là cảm kích, rất là cảm kích vô cùng. Mình cũng như bừng tỉnh trong người. Là cái tham ái nó rất là khổ sở. Trong tiền triều có một câu là cái gì nè, tu là cõi phúc mà tình là dây oan. Nếu mà vướng vô cái thời gian tâm ái là khổ lắm quý vị. Chắc là đầu tràng này chắc cũng không ít người nhiều bị vướng cái sợi dây tham ái giống như đạo huynh. Thành thử vô cái đùm này thấy là tìm nghe những câu Phật ngôn, nghe những lời giảng, vô những bài dân sự thì ít ra cũng tìm được những giây phút an bình. Đạo huynh chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi. Cảm ơn sư một lần nữa, sư đã đối hoài với đạo huynh. Mời đạo huynh lên cầm mic. Thì đạo huynh cũng rất cảm ơn sư. Mà xin nhường mic lại cho một người khác. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, sa thú kính cảm ơn huynh đạo huynh. Dạ, ngài không có mặt ở trước máy rồi, nhưng mà tại Nhật Quỳnh nghe ngài nói lên thống lượng không cho, không có cho đọc bài, nên Nhật Quỳnh chạy luôn. Dạ, mến chào Nguyên Trang. Ngài chơi ăn gian quá. À, Nhật Quỳnh vô sớm mà để nhường cho người này người kia đọc bài. Tới phiên Nhật Quỳnh đưa tay đọc bài thì ngài đưa tay lên ngài giảng từ vựng. Xong rồi giảng từ vựng, xong rồi giảng duyên sự, xong rồi biết. Giờ thảo luận chứ không có cho đọc bài. Nguyên Trang Hà nè, Chiếc Lá Mùa Xuân thấy ngài có ăn gian không? Quá ăn gian luôn. Nhật Quỳnh không lẽ bỏ quân đi luôn. Người ta không, người ta nhường cho người khác đọc bài. Giờ không cho lên đọc bài, lên chia sẻ. Để bớt chia sẻ, nói sầm sàm. Không thèm lên chia sẻ rồi, mời Nguyên Trang, mời Chiếc Lá Mùa Xuân, Quỳnh xuống mít. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ cô, con mới vô, con không biết chuyện gì cô. Con mới vào room tức thì cô. Dạ, cô kêu con đồng cầm mic, hôm nay không có học hả cô? Hà cũng mới vô hả Hà? Dạ con mới vô, con không biết chuyện gì cô kêu con cầm mic là sao cô? Oh yes, ok, mình mới vô. Dạ thôi con thấy cô post bài, dạ con đọc bài, dạ con xin đọc bài ạ. Coi chừng sư ngồi đó đó cô ơi. Dạ con đọc bài. Học xong rồi. Ôi trời, học xong rồi. Rồi xong, rồi thôi vậy con đọc bài đi. Sappasang yo chanang chettoa yo we naparat yo we yo we naparitasati sangha nigang wisang yuttang tamahang rumibra nang. Con cô Nhật Quỳnh ơi, cô có chiếc máy không cô? Cô có chiếc máy không cô? Sư bảo chia sẻ. Dạ con đọc sai là hôm nay không sợ. Cô con đọc sai là bảo đảm sư lên sư la con rồi. Dạ con đọc sai hai lần nữa là bảo đảm sư cầm mít sư la con rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đọc lại, dạ con xin đọc lại. Sappasang yo nacchang. Ok, đã sai rồi. Sappasang yo chanang chet tòa yo we naparitasati sangha ti gan vi sang yut tang tamahang bru mi brahmanang sappasang yo chanang chet tòa yo we naparitasati yak sappasang yo chanang chet tòa yo we naparitas sati sangha ti gan vi sang yut tang tamahang bru mi brahmanang. Đoạn kết. Các kiết sử không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Dạ đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ chia sẻ cảm nghĩ về câu kệ ngôn này luôn Sức Nguyên Trang ơi. Ôi trời, Nguyên Trang đâu mới vô, Nguyên Trang đâu có mới vô mà kêu chia sẻ chết Nguyên Trang rồi. Mọi người nghe sư chia sẻ, mọi người lên chia sẻ. Ôi, Nguyên Giang Nhất Hạ, lên chia sẻ đi nha. Rồi, Nguyên Trang kính mời, dạ con thôi con dạy xuống, hồi bảo đảm sư lên sư la con nè. Dạ, dạ con xin xuống bếp đạt, con cảm ơn đạo tràng, con có đọc. Sư ơi, con có đọc sai, sư sửa con nha sư. Dạ, con kính cảm ơn sư, con xin xuống bếp đạt.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính ảnh lễ Sư Trí Đức, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con cũng mới vô như Nguyên Trang, không biết chuyện gì với chuyện gì hết. Dạ, thì con biết, con nghe con đọc bài. Dạ, sắp ba sằng vô giá nặng chế tòa vô về na ba ri ta sa ti sàn gà ti dặn sàn gà ti gần vi sằng yút tăng ta ma hằng bù mi bầm ma nặng sắp ba sằng vô giá nặng chế tòa vô nề na ba ri ta sa ti sàn gà ti gần vi sằng yút tăng ta ma hằng bù mi bầm ma nặng. Dạ, con đọc thêm một lần nữa. Sắp ba sằng vô giá nàng chê tòa yô quê na pa ri ta sa ti sang gà ti gà vi sang yu tăng ta ma hằng bù mi brahm ma nàng. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Dạ, dạ, con không biết con có sai gì không, thì con có sai xin đạo tràng chính sửa cho con. Xin chào mất này. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô phụ nữ, con kính chào đạo tràng. Con cũng không có gì chia sẻ, con xin đọc bài, tại con chưa có đọc. Sắp ba sằng vô cha nặng chết tòa vô quê na ba ri ta sa ti sằng gà ti gần quý sằng yút tăng ta ma hằng pru mi bram ma nằng. Con xin đọc lại lần nữa. Sắp ba sằng vô cha nằng chết tòa vô quê na ba ri ta sa ti sằng gà ti gần quý sằng yút tăng ta ma hằng Prumi Brahm Manang. Sapta sang yo chanang chet toa yo we na parita sati sang ga ti gang wi sang yut tang amahang Prumi Brahm Manang. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, nhục bình kính cảm ơn thiện vụ Kim Dung, Hồng Mai, Nguyên Trang, Nguyên Giang, Nhật Hà, Chị Mạch Ta cho nhục bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ, tại vì Nhật Bình không muốn cầm mic, kính thưa Đạo Tràng, Ngài nói không cho đọc bài, lên chia sẻ. Nhật Bình dốt lắm,
nhưng mình không bao giờ dám chia sẻ câu Phật ngôn. Ngài còn chia sẻ được chứ mình Phật tử, mình mà hiểu lầm mình chia sẻ thì mình cứ chết chắc luôn. Nên nhiều mình ít có khi nào mà muốn chia sẻ mà Ngài nói là Ngài không cho chia sẻ, không cho đọc đại danh chia sẻ, nên nhiều mình buông mít liền, nhiều mình đâu có cầm mít đâu. Nên là bây giờ thì không ai cầm mít thì nhiều mình cầm mít. Và con kính bạch Ngài, con đọc bài chứ con không chia sẻ. Lý do cái đầu con ngu lắm, con không có hiểu được lời Phật dạy đâu. Hiểu con chút xíu mà nói bậy con đi địa ngục, con chịu, Ngài đâu có chịu đâu. Con không chia sẻ. Dạ, con xin được đọc bài. Sắp ba sang vô ca năng chạch to vô quê nắp ba đi ta sa ti sang gà ti găng vi sang vô tăng tâm ma hằng su mi râm ma năng. Sắp ba sang vô ca năng chạch to vô quê nắp ba đi ta sa ti sang gà ti găng vi sang vượt tăng tam ma hạng su mi sam ma năng. Sắp ba sang vô ca năng chặt tờ vô quê na ba đi tát sát ti sang ga ti găng vi sang vượt tăng tam ma hạng su mi sam ma năng. Tổng kết các kiết sự, không còn gì lo sợ, không đấm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Sắp ba sang vô cha năng chết to vô quê na ba di ta sa ti sang ga ti găng vì sang vượt tăng tăng ma hăng su mi sam ma năng. Sắp ba chăng vô cha năng chết to vô quê na ba di ta sa ti sang ga ti găng vì sang vượt tăng tăng ma hăng su mi sam ma năng. Sắp ba sang vô cha năng chết to vô quê na ba thì đát sa ti sang ga ti găng vì sang vượt tăng tam ma hăng su mi sam ma năng. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con có đọc sai, kính mong Ngài và đạo tràng sửa chữa cho con. Dạ bây giờ nhục bình thấy đồng hồ còn 8 phút nữa, nhục bình kính mời bằng tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sa thu kính cảm ơn hạnh kiểm. Bên này hạnh kiểm vô cái nick này tức là không có cầm mic rồi, đang bận lắm rồi, muốn vậy đó. Thách gì cũng được, miễn tu là được, đừng bị người lâu ra là được. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn thiện vũ cho Nhật Bình biết được kính tín hiệu. Dạ, kính chào về nguồn cội. Dạ, quý vị nào còn có thể chia sẻ thì kính mời bằng tay quý vị chia sẻ nha. Đồng hồ Nhật Bình còn 7 phút nữa. Dạ, nếu không có vị nào chia sẻ, con cung thành Ngài trở lại kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, vậy là Ngài bận việc ở dưới chùa rồi.
ngài không có trước máy rồi, nên dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nên nếu đạo tràng đồng ý, Nhật Quỳnh xin hồi hướng và đóng rung sớm mấy phút. Dạ, đạo tràng có đồng ý hay không? Dạ, ngài chắc bận việc ở dưới chùa rồi. Dạ, quý vị cho tín hiệu đi, thì Nhật Quỳnh hồi hướng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh, cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng và phước đã học được ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha, giá chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong cơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Pháp Lưng, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong cơm Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, sau đó chư trung đức pháp thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, tại chúng con tu tập sớm động tận khổ tái sanh luân hồi. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quỳnh nhân ni bana sabat cha yo hồ túc. Y đăng quỳnh nhân ni bana sabat cha yo hồ túc. Y đăng quỳnh nhân ni bana sabat cha yo hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Trí Đức, quý ngài đã quang lâm vào rừng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại, được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trường Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào đêm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục chủ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con kính tri ân với ngài và kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Kính chào tạm biệt đạo tràng, con xin được xuống mít hãy trong ban điều hành giúp con kể bài kệ kinh từ bi, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bích Tha, giá kính chào tạm biệt đạo tràng.